Vâng, em chào tất cả các bác. Hôm nay ngày 3 tháng 7, em tiếp tục về những sản phẩm mới thì vừa khui xong, quay cho các bác xem cho trước tới tới em quay chi tiết sale nha. Đây là cặp loa L100 Canary nha, xéo nha. Còn giá 31 triệu 500 ngàn, hàng đẹp xuất sắc nha các bác. Bác nào đang cần thì alo nhân ta cho em nha, hàng đẹp xuất sắc nha. Và tiếp theo đó là một con súp Yamaha Bass 25 SW 320, hàng đẹp xuất sắc tuyển chọn nha. Con này về còn cả cái lưới phía dưới luôn nha, còn cả cái lưới phía dưới luôn. Đây là những sản phẩm hàng sưu tầm cho các bác nè. Con này bass 25 tích hợp các bác chơi những cái phòng vừa vừa phải thôi nha, cỡ 25 30 mét vuông. Những dòng súp xịn nó đánh rất là hay nha, lực đánh cực kỳ là khủng, điện 100V nha các bác. Giá là 8 triệu nha, súp Yamaha SW 320 rất là đẹp nha. Và tiếp theo đó là bộ rễ bao của Onkyo, hàng hiếm nhá, hàng rất khủng, có mã B855N2 là mã và M955N2 là mã, nguyên bộ như thế này, giá là 17 triệu nha các bác. Hàng đẹp kiến công nha. Đấy, rất là mới mẻ bãi về. Dòng này thì cho chế độ chạy glass A và glass AB. Con bao này là rất là hay nha, bao cực kỳ khủng nha. Đây là hai volume tinh chỉnh của hai vế nha. Đây, chạy hai cầu loa. Đây là phần chỉnh bass chép, chế độ bass chép vân vân. Low net đồ đầy đủ nha các bác. Bộ đề bao này rất là hiếm, Onkyo, dòng khủng nha. Chạy hai tổ lượng nguồn rất là lớn, hai tăng phô riêng biệt, đánh chế độ mono lock nha. Các bác thích chơi glass A, glass AB vân vân. Điện 100V, giá là 17 triệu nha, hàng tuyển chọn. Và đây là con A một con ly rất là tầm tiền, con này giá 6 triệu nha các bác, A755N2 la mã. Sạc 100. Đây rất là mới nha. Em mới dạy thôi. Thì vừa khui sản phẩm xong thì bê nó lên này thì quay sơ sơ cho các bác xem. Bác còn lấy sản phẩm là alo, tí nữa em quay chi tiết xem. Đây, con này giá 6 triệu nha. Những con này rất là hay nha. Tùy nó rỉ tiền nhưng mà âm thanh rất là tốt, cũng không bị đổi giá. Nên các bác chơi những dòng này thì cũng đã biết rồi, Onkyo 755N2 là máy. Và tiếp theo đó là một bộ rìa bao của LOD, có nghĩa là Hitachi đó các bác. LOD chạy sò phát rất là hay nha, chạy móc phát nha. Sở hữu hai đồng hồ vô rất là lớn. Bộ này là giá 14 triệu 500 ngàn nha, 4 triệu 5 ngàn. Bộ này có đánh lo nét chế độ hai cầu lo AB này rất là xuất sắc nha. Dòng này thì đánh rất là nhiều lo Âu, Mỹ, Nhật đánh rất là tốt. Lý do là con rề này nó có lo nét và chế độ rất là nhiều chế độ chơi, và rất là dễ ghép lo, không kén lo. Cái bao thì dòng sòng phát thì công suất lớn rồi, lực đánh rất là hay, tiếng rất là sáng, sử dụng đồng hồ vô rất là khủng nha. Nhưng bộ này rất là hiếm nha, các bạn còn lấy thì alo cho em về đánh với những cặp loa trong gia đình, nghe nhạc hay, nghe bài đẹp, rất là mới nha các bác, xuất sắc nha. LOD HCA 8000 và HMA 8500 nha. Nhưng công lê như thế này rất là sang chảnh luôn, rất là đẹp và âm thanh rất là hay nha. Nhưng bộ này em bán được hai bộ rồi, lâu lâu về cho các bác, giá 14 triệu 500 ngàn. Mà em đã báo giá rồi, con shop này giá 8 triệu, bộ rìa bao Onkyo này là giá là 17 triệu, con 755 này là 6 triệu. Và cặp loa L100 Canterbury là 31 triệu 500 ngàn, tí nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Và các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Tí nữa sẽ có rất nhiều video chi tiết sản phẩm cho các bác xem. Các bác nào chốt được sản phẩm nào trước thì alo cho em, có hai số điện thoại phía trên màn hình.